Thay mặt GPT Guitar School, xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi học guitar hơi hiệu quả và vui vẻ. Ngày hôm nay GPT Guitar School xin quay trở lại với một bài giảng có tên là Dịch giọng. Làm thế nào mà chúng ta có thể lý giải được cái cách mà dịch giọng mà các trang web ở trên mạng người ta hay sử dụng. Ví dụ như bây giờ một bài hát có chơi ở giọng gốc là giọng La Thứ chẳng hạn nhá, nhưng mà khổ lỗi là khi ta hát cái bài hát ấy lên thì nó lại không hợp với giọng của chúng ta, nó quá cao hoặc nó quá thấp so với giọng của chúng ta chẳng hạn, hoặc là để phù hợp với giọng hát của một bạn nào đó mà khi chúng ta điện đàn cho bạn đấy. Thì đấy chính là nội dung chủ yếu của ngày hôm nay. Nhắc lại, nội dung của ngày hôm nay là dịch giọng của một bài hát từ giọng này sang giọng kia mà không cần phải sử dụng đến kẹp capo để chơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào một tình huống như sau. Tôi sẽ hát bài hát rất quen thuộc, ai cũng chúng ta có thể đã biết rồi, đó là bài Cô Bé Mùa Đông, rất là lâu đời rồi. Bài này Thùy Chi hát ở giọng La Thứ. Giả sử bây giờ tôi cũng bắt chiếc học hát giọng La Thứ giống như cô Thùy Chi. Dướng cái giọng lên để cao được như vậy. Thế thì bây giờ chả lẽ chúng ta bây giờ đệm cho một người cứ bắt người ta phải dướng giọng như thế à, hoặc là giả sử ta đệm một bài hát của anh Bằng Kiều hay là của bạn Bùi Anh Tuấn chẳng hạn, những bạn ấy có giọng cao rất là cao như thế mà ta lại cứ bắt chiếc theo đúng như xin như thế thì khó đúng không ạ? Vậy thì tình huống này dẫn đến chúng ta là ta phải chuyển làm sao cho nó cái bài hát này về cái giọng của ta cho nó dễ hát. Ví dụ bây giờ tôi có giọng của tôi, đó là giọng tôi thử, tôi lấy cái kẹp capo tôi thử xem là giọng nào tôi thấy dễ hát hơn. Và giả sử tôi kẹp ở đây, tôi vẫn đánh như thế, vẫn La Thứ như thế. Từng cơn gió chia ca như cánh rơi xuống lòng mùa nhạc chia lá nhớ về. Dễ hát đối với tôi nha, tôi thử vào một cái khúc nha. Ok, như vậy tôi thấy tôi đã hát bài này, nếu tôi kẹp capo, tôi cũng chơi cái La Thứ như thế, tôi vẫn chơi bài hát ở giọng La Thứ như thế. Nhưng mà nếu tôi kẹp capo đến ngân năm, tôi chơi có vẻ dễ dàng hơn, đúng không? Nhưng bây giờ tôi đặt ra một tình huống, nếu giả sử hôm ta đi đệm hát, ta quên mất capo này thì làm thế nào bây giờ? Đấy là một ví dụ, một vấn đề. Vấn đề thứ hai là chả lẽ thực ra cái việc các bạn dùng capo này nó vẫn thể hiện được rằng là cái khả năng chơi đàn của các bạn nó chưa được phong phú. Vì vậy các bạn hãy thể hiện mình bằng cách là gì? Vứt capo đi để chơi nó phong phú hơn. Thế thì nếu vứt capo đi thì bây giờ làm sao để có thể chơi được bài hát này? Thì cái mà tôi vừa mới kẹp ở đây này, thực chất là tôi đã kẹp lên ngăn 5.
Tức là bài hát đang ở dòng la thứ nhưng bây giờ đi bị kẹp cái la năm, tức là nó đã chuyển sang re thứ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể xem là nếu tôi chơi bài hát ở giọng re thứ thì có phải là nó giống như lúc nãy không? Tôi chứng minh bằng cách tôi sẽ vẫn cứ giọng như thế, tôi đánh re thứ như thế này. Đó. Từng cơn gió nghe vô tình vẫn thế đó. Chia ra địa cảnh rơi xuống lòng một nhà chia ra tôi nhớ về. Thế bây giờ chúng ta sẽ bàn đến việc đấy, bây giờ chúng ta sẽ bàn đến việc là làm thế nào để chuyển từ giọng này sang giọng kia mà không cần phải kèm capo. Tất nhiên là khi chuyển từ giọng này sang giọng kia chúng ta sẽ có cần phải đến cái kiến thức về một nhạc lý một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài. Đây chính là bài học, nội dung của bài học của chúng ta. Bài học thì có những yêu cầu sau. Yêu cầu đầu tiên chính là các bạn thuộc được cái khoảng cách về cung với nửa cung của các nốt nhạc và của các hợp âm. Cụ thể là từ hợp âm La sang hợp âm Si chúng ta sẽ cách nhau một cung, từ Si sang Đô cách nhau nửa cung, Đô sang Rê cách nhau một cung, Rê sang Mi cách nhau một cung, Mi sang Fa cách nhau nửa cung, Fa sang Son cách nhau một cung, Son sang La cách nhau một cung, La sang Si cách nhau một cung, rồi lại như thế. Cứ như thế thì ở đây chúng ta còn phải chú ý thêm là giữa La và Si thì có một cái thằng ở giữa, chúng nó không cách nhau một cung, La và Si cách nhau hẳn một cung. Có cái thằng mà nó không cách nhau một cung mà chỉ cách nhau nửa cung thôi, tức là từ La lên một cái gì đó ở giữa đây thì cái này gọi là La thăng, hoặc là đọc là Si giáng. Thì cái này là những cái này, những kiến thức này rất là đơn giản là các bạn đã biết được ở học bài 1 đối với việc các bạn đã học ở lớp chúng ta. Từ Re sang Mi chúng ta có một cung, nhưng nếu chỉ nửa cung thôi thì ta sẽ có Re sang Re thăng là nửa cung, hoặc từ Mi xuống Mi giáng là nửa cung. Tương tự như thế. Yêu cầu thứ hai là chúng ta có thể bấm được các hợp âm. Ở đây tôi phân nôm na là chúng ta sẽ có những hợp âm trưởng thứ và những hợp âm pha màu. Bây giờ công thức đây chính là nội dung chính của bài học. Làm sao để ta chuyển được một bài hát từ giọng này sang giọng kia mà không cần kẹp capo. Tôi lấy ví dụ đây là giọng cũ, đây là giọng cũ, gam cũ của một bài hát. Và đây là giọng mới, giọng mà ta cần chuyển sang. Thế thì công thức của nó sẽ là như thế này. Giọng cũ đang như thế nào? Ta cộng thêm N cung hoặc là ta trừ đi N cung để ta ra được giọng mới. Thì khi cái giọng cũ mà cộng thêm N cung ra giọng mới thì các thành phần nhỏ bên trong của cái giọng đấy, ví dụ như hợp âm chủ của bài đấy này, hợp âm thành phần 1 này, thành phần 2 này, đấy cũng sẽ cộng lên N cung hoặc trừ đi N cung để ra hợp âm tiếp theo. Và chúng ta có một cái chú ý, đó là chúng ta phải giữ nguyên tính chất của hợp âm. Điều này có nghĩa là thế nào? Điều này có nghĩa là ví dụ ở giọng cũ từ hợp âm chủ đang có tính chất là la thứ, là thứ nhé, la thứ. Khi ta sang giọng mới là giọng re thì cái giọng re này cũng phải là re thứ. Tức là ở đây là sus 4, khi sang bên giọng mới cũng vẫn là sus 4. Ở đây là thứ thì sang bên giọng mới cũng là thứ. Ở đây là trưởng thì sang giọng mới cũng vẫn phải là trưởng. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào cụ thể. Đây là giọng cũ, giọng của cái bài hát Cô bé mùa đông mà lúc nãy tôi vừa mới trình bày. Và đây là giọng mới, vẫn của bài hát Cô bé mùa đông đấy. Đây chúng ta sẽ nhìn cụ thể nhé. Giọng chủ của bài hát à la thứ, được chưa? Khi chuyển sang giọng mới là re thứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem này. Xem lại công thức này nhé. Trong công thức này chúng ta vừa mới nói có giọng cũ mà cộng bao nhiêu cung, N cung nào đó để lên được giọng mới thì tất cả các hợp âm có trong giọng cũ cũng sẽ phải cộng lên bấy nhiêu cung để ra giọng mới và phải giữ nguyên tính chất của hợp âm. Rồi, bây giờ tôi xem nhá. Từ la thứ này, đấy, bây giờ là giọng cũ này, sang giọng mới là re thứ này. Rồi, như vậy từ la thứ này, thứ nào lên bao nhiêu? Ta sẽ nhìn lên cái bài học phía trước. Rồi, đây là la, đến Si, đến Đô, đến Rê. Như vậy thì từ La mà sang Rê của chúng ta đã lên được 2 cung rưỡi đúng không? La sang Si là 1 cung này, Si sang Đô là 1 nửa cung này, và Đô sang Rê là 1 cung này. Như vậy là từ La sang Rê đã là 2 cung rưỡi. Vậy thì tất cả các thành phần, các hợp âm có trong bài hát đấy cũng sẽ phải được cộng lên 2 cung rưỡi. Rồi nhá, La thứ cộng lên 2 cung rưỡi tôi được Rê thứ. Bây giờ hợp âm tiếp theo ở trong bài hát là Mi thứ. Mi thứ là tôi nhìn lên trên đây, Mi thứ đây là Mi. Mi bây giờ cộng 2 cung rưỡi này. Mi lên Fa là nửa cung, Fa lên Son là 1 cung, Son lên La là 1 cung. Như vậy từ Mi
xa la chính là chúng ta đã cộng được 2 cung rưỡi. Như vậy thì hợp âm cũ đang là ni thứ, bây giờ sang hợp âm mới sẽ là la thứ, được chưa? Tương tự như thế, bây giờ nhé, hợp âm cũ của chúng ta là pha trưởng, pha trưởng. Ta lại nhìn đây, pha này. Bây giờ mình cần cộng đến 2 cung rưỡi. Một cung là son, 2 cung là la. Ờ, thế thì rưỡi nó đâu? Rưỡi nó sẽ là cái thằng ở giữa này, giữa la và si này. Đó, thằng rưỡi này, là nửa cung mà. Thế giữa la và si thì ai? Ta có thể gọi nó là la thăng hoặc là si giá. Cụ thể là ta sẽ có si giá. Từ pha trưởng ta sẽ chuyển sang anh si giá. Đó, được chưa? Rồi, và các bạn cứ làm tương tự như thế. Bên trái chúng ta đang nhìn thấy đây là hợp âm cũ của bài Cô bé mùa đông của giọng Thúy Chi. Bây giờ tôi đã dịch được hết bằng cách làm như thế. Cứ cộng tất cả lên 1, 2 cung rưỡi, tôi đã ra được một hệ thống các hợp âm mới cho cái giọng hát ở giọng rê thứ, nó phù hợp với của tôi hơn, được chưa? Và chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng là nó giữ nguyên tính chất của âm, tức là trưởng thì sang cái mới vẫn là trưởng. Đấy. Thứ thì sang cái mới nó vẫn là thứ, son 7 đấy, thì sang cái mới vẫn là đô 7. Có nghĩa là tính chất của hợp âm không được thay đổi. Bây giờ tôi xin lấy một ví dụ thứ hai, đó là bài Gặp mẹ trong mơ của Thùy Chi. Bài gốc của Thùy Chi hát bài Gặp mẹ trong mơ đó là giọng đô thứ. Và phía sau của tôi đây ở trên bảng mọi người có thể nhìn thấy thì đây chính là toàn bộ hợp âm của bài Gặp mẹ trong mơ mà Thùy Chi hát, gồm có đô thứ, pha thứ, son thứ, mi giá, si giá, la giá và mi giá. Đó, như vậy ta có thể nhìn qua thấy rằng là cái bài Gặp mẹ trong mơ của Thùy Chi ấy, thì toàn những hợp âm chặn rất khó đối với chúng ta, đúng không ạ? Đô này, pha, son thứ, đô thứ, pha thứ, si giá, la giá, đô 7. Giọng của Thùy Chi thấy rất là khó bấm, toàn những hợp chặn thôi. Những bạn mới tập guitar chắc chắn là gặp bài này sẽ nặng ngay. Vậy thì bây giờ làm nào? Chúng ta sẽ tìm cách chuyển cái hợp âm này về giọng dễ bấm. Thì bằng cách gì giọng thôi. Ví dụ bây giờ tôi lại lấy một ví dụ rất đơn giản, đó là các bạn biết bấm hợp âm những hợp âm rất cơ bản là la thứ, rê thứ, son trưởng, đô trưởng, những hợp âm các bạn rất quen bấm. Thì chúng ta sẽ gì giọng thế nào? Các bạn sẽ cùng nhìn nhé. Tôi có từ đô. Bây giờ tôi muốn chuyển sang giọng mới, đó là giọng la thứ. Rồi, vậy theo cái nguyên tắc chúng ta vừa mới học lúc đấy thì việc đầu tiên là xem từ đô mà sang la thứ là ta đi với một khoảng cách là bao nhiêu. Chúng ta xem nhé. Rồi, thì đây là đô. Đó, về la. Chúng ta thấy à, như vậy từ đô về la là nó sẽ lùi xuống 1 cung rưỡi. Ok. Đó, như vậy thì giọng chủ từ đô về la vất về 1 cung rưỡi thì tất cả các giọng khác cũng sẽ phải lùi về 1 cung rưỡi, tức là pha thứ đây. Bây giờ lùi về 1 cung rưỡi thì là ai? Ta nhìn đến đây, đấy. Pha thứ, pha mà lùi về 1 cung rưỡi thì là rê thứ. Như vậy ta sẽ chuyển hợp mới sẽ là rê thứ. Đó, tương tự như thế. Bây giờ là son thứ, son thứ, ta nhìn lên son, đấy, son này lùi về 1 cung rưỡi, lùi về 1 cung rưỡi là được mi thứ. À, như vậy ta sẽ có hợp mới sẽ là mi thứ. Đó, bây giờ cái anh đô thứ này, anh đô thứ lúc nãy thì lùi về 1 cung rưỡi thì được la thứ, nên ta viết lại la thứ. Đó, cứ tương tự như thế. Si giá, rồi đây là si giá, si giá ta nhìn đến đây, đây là si này. Đó, si giá ở đây này, đây là si giá này, si giá là lùi lại 1/2 cung mà. Si giá từ si giá xuống la là 1/2, từ la sang son là 1 cung, vậy là từ si giá mà xuống về son chính là được 1 cung rưỡi. Như vậy cái thằng si giáng này chuyển sang đây sẽ là thằng son trưởng. Đó, thằng mi giáng nào, người ta xem thằng mi giáng, đây là mi giáng, đây là mi trưởng, mi giáng đây, mi giáng lùi về 1/2 cung là đến rê, lùi về 1 cung nữa thì được đô. À, như vậy là cái anh mi giáng này sẽ lùi về thành anh đô.
Đó, cái hợp âm mới của bài Gặp mẹ trong mơ của Thủy Chi mà tôi đã dịch sang, tất cả các âm ở hợp âm cũ được lùi xuống 1,5 khung sẽ ra được hợp âm mới. Bây giờ chúng ta sẽ chơi bài hát này hoàn toàn ở những giọng, những hợp âm rất là dễ dàng như là la thứ, rê thứ, mi thứ. Dễ bấm, hát cũng có vẻ dễ dàng hơn của chúng ta hơn là chơi ở giọng gốc của Thủy Chi rất là cao, đúng không ạ? Rồi, và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc thì có dặn dò với các bạn một chút, đó là các bài giảng của GPT Guitar School để trong cùng một kênh có tên là Dương Thăng Guitar. Và trong kênh Dương Thăng Guitar mình có chia ra thành các list, các danh sách khác nhau. Danh sách những bài hát mà tôi tự chơi nghịch ngợm thì tôi ghi, tôi cho vào trong nhóm có tên là Tôi và Guitar. Những bài giảng của chúng ta như thế này tôi cho vào trong nhóm có tên là Tôi và những bài hướng dẫn guitar. Những bài mà học sinh của tôi chơi thì tôi cho vào một trong nhóm có tên là Tôi và học sinh của tôi. Đó, và những bài mà bạn bè của tôi chơi và tôi quay được ở trong các cuộc giao lưu khác nhau thì tôi cho vào nhóm Tôi và bạn bè của tôi. Vì vậy mà nếu các bạn có muốn tìm đến những cái bài hướng dẫn guitar mà tôi đã up lên trên YouTube thì các bạn vào cái kênh chính là Dương Thăng, tiếp theo là vào cái list có tên là Tôi và những bài hướng dẫn guitar để tìm. Rồi, thì bài học đây là kết thúc và xin chúc các bạn có một buổi thực hành vui vẻ. Các bạn hãy tập thực hành cho những bài khác, tất cả các bài khác. Và các bạn có thể lên trên mạng thì những trang web ví dụ như là hợp âm hay, hợp âm chuẩn đó, sau khi tìm được cái hợp âm của bài hát, bạn tự dịch giọng sang một giọng mới đi, sau đó bạn bấm vào cái nút dịch giọng ở trên cái trang web đấy để xem nó dịch ra có giống như của mình không. Rồi, rất vui vẻ được gặp lại các bạn trong những lần sau. Xin chào.